Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khảm lần nữa nè mọi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xếp đồ của cầu thủ đường môn Bảo Lăng Sa. Có thể nói là một trong những đường môn No. 1 server. Và hiện tại đây là anh Bảo Lăng Sa ở nằm khu vực băng L nha mọi người. Một trong những trưởng lão của băng L. Ngày hôm nay anh ta đánh cho mình được top 2 tổng kim. Nói chung ảnh này đánh auto top 1 nè mà. Và ngày hôm nay thì anh cũng khá tiếc với sự vượt mạch của cầu thủ gà con. Đó là một trong những cú lùng đau. Rồi, nên cùng xem sơ qua thì với lượng điểm ngày hôm nay thì Bảo Lăng Sa vừa có cho mình 113k, 893 điểm. BK được 283 mạng, giết được sơ 10 và tử vong 37 và liên chạm có cho mình được 23. Và anh ta đang sở hữu những món đồ như thế nào anh em cùng xem sơ qua. Ngày hôm nay anh thấy không? Hiện tại đang cởi một con ngựa có thể nói là con ngựa Minh Châu Vĩnh Lâm màu trắng trắng đen đen khá đẹp anh em ạ. Đó, anh em hướng đường môn chưa? Quá đẹp trai luôn. Rồi chúng ta cùng soi xét đồ của cầu thủ này như thế nào nha. Thì anh em chúc mừng anh em đã thấy thì đang sử dụng cho mình một con ngựa chiến mã Minh Chủ chiến mã, là một trong những loại ngựa Minh Chủ chiến mã thường có thể đem đến thuần hóa để cưỡi nâng cấp, đó chuyện bình thường thôi. Rồi tốc độ đánh là tốc độ di chuyển là 100, sinh lực 1000, ui xời, thể lực 500, né tránh 200, cánh cảnh 5 và vòng sáng chiến mã này em ơi. Rồi hiện tại vòng sáng như đang bị lắc nên không thấy nữa mà, chứ vòng sáng đẹp lắm. Một dây chuyền cho mình đó là một dây chuyền kháng cả 20, một ngà bòi ăn ban cực phẩm kháng cảnh 5, kháng độc 30, nỗ lực 200 và một nhẫn kháng băng 30, nỗ lực 194, một nhẫn kháng hỏa 30, nỗ lực 151. Quá dữ. Tiếp tục đó là một cái nón làm chậm thân pháp 20, mắt độc làm chậm 20, phần thủ lý 25, tương đối mắt độc hoàn toàn, sinh lực 18x, nỗ lực 8x. Tiếp tục là một bao tay thân pháp 20, phần thủ lý 25, chậm 40, sinh lực nỗ lực trên 18x. Đó, mắt độc hoàn toàn nha. Và đi kèm với một cái áo phục hồi 40, sinh khí 20, chống 40, kháng ngọn 25 và sinh lực lực 18x. Tiếp tục là một đai lưng Thiên Quang Xâm La Thúc Đái, một trong những đai lưng có thể nói là đường đường môn đầu tiên của server, có cho mình tấn công chí mạng 5%, làm chậm 40, mạng hoa thiên hoa vũ một cấp và phòng thủ lý 26. Tiếp tục đó là một đôi giày tốc 40, thân pháp 20, thời gian chậm 40, phòng thủ lý 25, mắt đầu hoàn toàn. Một cái nỏ, ui trời ơi, của nỏ Thiên Quang, Thiên Quang Hoa Vũ Mạng Thiên, một trong những nọ có thể nói đường môn, mắt độc hoàn toàn, tốc 40, sát thương 120, sát thương 50 điểm, hút nỗ lực 6 và tam nhãn, chống phái 3 cấp. Hiện tại nhìn sơ qua thì ngày hôm nay anh ta rất tốt thì cũng đó là một điều đương nhiên thôi mọi người. Ngày hôm nay nhìn sơ qua anh ta không có cho mình phi phong kỹ năng một cấp. Thực sự nếu chỗ này có phi phong kỹ năng một cấp là anh em sẽ thấy sự khác biệt của cầu thủ đường môn này. Đó, trong những cầu thủ đường môn khá là khác. Hiện tại là đang có cho mình là 3 món tím hỏa, thủ lý làm chậm thân pháp 20, ban tím hỏa thủ lý làm chậm thân pháp 20 có cho mình là 60 thân pháp, và một món thủy có cho mình 40 chón, một lượng kháng hỏa và một đai lưng 40 làm chậm và 59 mạng. Phần thủ 26 thì chúng ta nhìn sơ qua thì ảnh này đang có cho mình là 160 làm chậm. Nói chung là móc 160 làm chậm thì quá tuyệt vời em ơi. Móc này có thể nói là móc cao nhất luôn rồi. Ở cái móc hướng này thì xếp đồ năm ăn ban như thế này quá đẹp em ơi. Rồi có cho mình thêm một cái mặt nạ tăng thiên tử, có cho mình hai kỹ năng 9x, nhấp hồn ngục ảnh 2 cấp, bảo dưỡng hoa 2 cấp, cửu cung 2 cấp và loạn hồn kích 2 cấp. Đó, và một cái tiết họ tinh 200 sinh lực và một cái ấn tín thủ lý 23, một phi phong kháng cả 10. Thì nói chung lượng kháng quạt này thì có thể nói là phòng thủ có thể nói là 75, có thể nói 75 cộng 2. Theo khai như đó là ạc này ít nhất phải 75 cộng 2 kèm với người kháng cả 5 nữa nè mà. Chung ạc này khỏe quá nè mà. Cái nỏ này thì có nhiều anh em sẽ hỏi đúng rồi. Cái nỏ này với cái mặt nạ này là cùng một bộ như năm. Thì sau trận thiên tử thứ 2 hàng tuần thì băng lơ họ đã có cho mình một vé đánh thiên tử. Thì họ đã có cho mình trận thiên tử vừa rồi là chiến thắng thì mới có được cái nỏ này nha năm. Đó, vậy thôi. Cái nỏ này nỏ thiên tử 7 ngày nha năm, hạn sử dụng 7 ngày nha mọi người. Ở cái phần thưởng thiên tử thì sẽ có một set ăn ban, ăn ban 7 ngày. Đó, thì set ăn ban đó thì ai đấu giá Khải không biết, nhưng mà anh này anh đang sử dụng cho mình là một cái mặt nạ thiên tử với lại một cái nỏ nè. Hai cái món này 7 ngày nói chung là khá đẹp mắt nè mọi người. Sở hữu với như thế này thì thực sự đường môn này thì sự quá khỏe nè mọi người. Và chúng ta cùng điểm sơ qua cái lượng đầu tư bạc này như thế nào nha. Đầu tiên thì anh em cùng nhìn sơ qua set ăn ban thì ở server này nè, ở server này mà so về cái hướng mắt đồ như thế này á, thì một set ăn ban tầm trung mắt ộp như thế này á thì duy trì khoảng tầm 15 triệu đồng như năm. 15 triệu đồng kèm theo một cái bội mắt ộp như thế này nữa thì nhớ không lầm là cái đồ top ban L top 1 vừa rồi thì Khải không biết đấu giá bao nhiêu, nhưng mà Khải khẳng định là cái ngọc bội này hơn 10 triệu nữa. Hơn 10 triệu nha mọi người. Thì tổng cái đồ ăn ban này mắt ộp này, chứ kèm ngọc bội này thì Khải nghĩ tổng set ăn ban này trên 25 củ nè mà, trên 25 củ set này á. Đó, trên 25 triệu Việt Nam đồng. Sở hữu một ngọc bội cực phẩm ăn ban mắt ộp luôn. Đó, mắt là cái ngọc bội này mà, mắt là ngọc bội này, đồ top 1 đấy. Top 1 mới có được ngọc bội này tháng vừa rồi đó nè. Đó. Rồi,
tiếp tục là một cái đài Thiên Quang. Đài Thiên Quang này đầu tiên server net thì tốn chi phí còn hơn 10 triệu này mà. Hơn 10 triệu đa lưng này nha nè. Nhớ không lầm thì khoảng 12 cho đến 13 triệu, 14 triệu đó. Nhưng mà theo Khải biết về cái hướng những người họ ép á, thì Khải nghĩ là khoảng mười mấy triệu đó nè mà. Không biết đâu nè. Đó nó sẽ đồng bằng với cái đa lưng này là không hơn 40 triệu rồi nè mà. Gần 40 triệu rồi. Rồi, một con ngựa minh chủ chứng mã. Thì ngựa này là ngựa trong những loại ngựa Võ Lâm minh chủ top 1 vừa rồi thì mới nhận được nha nè. Thì ảnh đã sở hữu được cái con ngựa này. Thì trị giá đấu giá bao nhiêu Khải biết, nhưng mà Khải nghĩ con ngựa này phải trên giá 10 triệu đó nè mà. Con ngựa này phải trên giá 10 triệu Việt Nam đồng. Một trong những ngựa khá đẹp trai, trên giá 10 triệu Việt Nam đồng nè mà. Thì anh em thấy không, con ngựa này đai lưng và bộ lông ban thì trên dưới 50 triệu rồi. Đó, trên dưới 50 triệu rồi. Vậy cho chúng ta cùng điểm sơ qua những món tím. Bao tay này trên hồi đầu server thì ép khoảng tầm 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu nha nè. Đầu server 2 triệu rưỡi đến 3 triệu, tầm này thì hiện tại nó rẻ rồi không nói nè. Cái nón này cũng vậy nè mà. Đó nón này cũng hơn 2 triệu đó nè. 2 triệu đến 3 triệu á. Áo này cũng vậy, áo này khoảng tầm 2 triệu 6 dòng nha nè. Đôi giày này cũng tầm 2 đến 3 triệu. Thì chung chúng ta cho bốn món này khoảng tầm 10 triệu đó. Thì tổng hơn 60 triệu rồi anh em à. Đó tổng set đồ sơ là hơn 60 triệu đó. Còn hai cái mặt nạ thì cái mặt nạ thiên tử, cái vũ khí này á, thì anh em nhìn sơ qua thì sự là cái đấu ảnh đấu giá bao nhiêu tiền mình không biết. Nhưng mà để mà sở hữu được món này thì Khải nghĩ hai cái món này trên dưới hơn 2 triệu anh em à. Trên dưới hơn 2 triệu hai món này nha. Đó. Thì tổng thể là ảnh tổng set đồ ảnh cũng hơn, nói chung là hơn 60 triệu này mà. 60 triệu set đồ. Nói chung là em thấy ghê. Với sự đầu tư như thế này thực sự là một trong những đường môn có thể nói là No 1 server. Tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì đường môn này có thể nói là một trong những đường môn có thể nói là No 1 server, cũng như là cao thủ Hemmet. Hai người này thì nói chung là đồ xem với nhau, cũng cao như là all in, cũng đồ xem với nhau luôn. Mà tuy rằng không có vũ khí là mặt nạ thiên tử, nhưng một anh này luôn lúc nào cũng sở hữu cho mình được hai món này. Thì sự là có thể nói đó là một trong những đường môn No 1 server của cùng với chủ S10 đại danh kỳ sử này nè mà. Thực sự luôn. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên để lại cho anh cao thủ Bảo Lan Sa, một trong những đường môn No 1 server, một like chia sẻ hồi chơi và không gì không. Nhớ like chia sẻ video của Khải và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo giúp Khải nha em ơi. Cũng như là ủng hộ nha mọi người. Đó. Rồi, kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và hẹn em ở những video tiếp theo vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày. Và chúng ta cùng xem sơ qua dàn xe của anh luôn. Sau khi soi xong 19 anh em cùng xem qua dàn xe. Úi sờ dàn xe nè. Một set hiệu cốt 50, 40, 20 kháng cảnh em cực phẩm, có thể nói đó là một ạng trong những ạng Nga mi mất đọt. Nga mi có thể nói là Nga mi mất đọt à. Đồ, Nga mi bằng hiệp cốt hay là như con này năm độc thì phải. Không biết là phải gì đây. Một bao tên thủ lý 23-140, một nón kháng lâu 30, một đại lưng 23-40, đôi giày kháng lâu 30, nhẫn kháng lâu 30. Rồi, có thể đây này Nga mi nè mà. Bốn món kháng lôi. Trời ơi, Nga mi trời ơi, nhức nách luôn nè mọi. Bốn món kháng lôi là có cho mình là 120 kháng lôi và kèm với 80 chậm từ đại lưng 6 dòng 23-40, sinh lực 18x, 19x và một bao tay 23-40, sinh lực cũng 18x. Thì đang có cho mình là 85 chậm và phun kháng lôi. Rồi, với một cái ngọc bội cực phẩm này mà, cực phẩm 530. Cho dàn xe nhìn thấy xếp đồ à? Hiện tại xếp đồ này chúng ta còn điểm sơ qua thì xếp đồ cực phẩm này nè. Áo 50-40. Thì cái ngọc bội cực phẩm này sẽ vừa đầu tiên sẽ vừa cũng hơn nằm giá 3 triệu nè mà. Kèm vào áo này nói khai người xếp hiệu cốt này cũng hơn 3 triệu nha nè. Xếp hiệu cốt này hơn 3 triệu. Cực phẩm hiệu cốt, cực phẩm mắt rồi. Rồi bao tay này khoảng 2 triệu đi, xịt này. Đại lưng này khoảng 2 triệu này, 4 triệu kèm xếp cốt là 7 triệu. 7 triệu đây, đôi giày này khoảng 1 triệu nữa, 8 triệu. À, cái ấn này, cái ấn này bèo bèo sẽ vừa cũng hơn 1 triệu nữa nè. Đó, ôi, tính ra xếp đồ này tổng trên dưới đồ cũng gần 10 triệu nè mày. Nói cái con cờ lon không này nha. Đã 10 triệu nè. Đó quá dữ luôn. Đó nó mới chính với con Nga Mi không là chúng ta đã thấy là gần 70 triệu hơn đó. Hỏi chúng ta tiếp tục sơ đồ tiếp tục đến con ạc nè. Tinner. Ui. Tinner Bảo Lan Sa cũng là một set âm bang. What the hell? Chúng ta cùng xem nữa ạc này là phái gì nữa mà. Hiện tại sở hữu cho mình một set âm bang 19, giá trị 19 nè. Nhẫn 25 nè, nhẫn 25 nè. Một ngọc bội kháng độc 27. Một bộ âm bang thì nói là hiện tại server khoảng tầm 10 triệu nè. Đó, bộ âm bang 10 triệu nha nè. Một cái nón 25-40. Nón này cũng hơn 2 triệu. Một bao tay 25-40, sinh khí 20, sinh lực cũng hơn 2 triệu. Một cái áo phòng thủ lý là chậm phục hồi 40, chậm 40, phòng thủ lý 24. Ôi, áo này cũng khá đẹp, mid 24. Áo này cũng hơn 2 triệu. Đa lưng thì 25-40, sinh khí 20, sinh lực luôn, hơn 2 triệu luôn. Một đôi giày khá chắc luôn, 40-20, 40-25, sinh lực 19x. Chung là full tím nè mà. Ôi, có vẻ nhận là một thiếu lâm đao này nè mày. Ui trời ơi, 30-25, 99 và 44%, 44 điểm. Nó là 195. Trong ạc này có thể nói là một trong những thiếu lâm đao này mà. Thiếu lâm đao. Khải nhìn sơ qua chắc là thiếu lâm đao rồi. Chưa bóp nhưng mà khả nghĩ là thiếu lâm đao này mà.
một con nem đậu, vừa rồi là con nem mi, con này là thiếu nem đậu. Nói chung tổng set đồ này coi 2 triệu 2 triệu 4 6 8 10 12 12 triệu, nó là nổi cái con này không là hơn 24 triệu nữa, mà cả phi dân này khoảng 2 triệu nữa là 20 26, kèm bắn này 2 triệu nó 28. Chung là cái đồ của con này là hơn gần 28 củ. Vãi nồi chưa nè, ôi trời ơi, vãi đàn thiệt, gần 30 triệu set đồ này nè mày. Người phần sáng cũng hơn 2 triệu. Chung là con này trên dưới gần 30 rồi. Con này thiếu lông đao đó nè, quá dữ luôn. Nè con em mi thì khoảng chục củ, đặc chính thì 60, con lông đao thì quên, thiếu lông đao thì khoảng tầm 30, là gần 90 rồi nè mà. Chúng ta cùng xem set đồ tiếp theo. Có thể đây là một ạc đường môn phi đao, thì nghĩ là theo dự đoán là đường môn phi đao. Tại đường môn phi đao đang sử dụng cho mình một set hiệu cốt 40, giá diện 40, một cái áo cực phẩm 50, áo cực phẩm 50, một ngọc bội cực phẩm, ui hiệp cốt nữa, ui rồi anh sử hết đồ hiệp cốt server luôn, hiện giờ mùa rau không ai bán luôn nè mà. Sử dụng set đồ của dàn xe này quá khủng nè mà. Đây là có thể nó một và một set cực phẩm mắt ọp. Set này thì đầu xe vào khoảng tầm 5 triệu nha nam, khoảng tầm 5 triệu nên mà sợ bây giờ mua không ra luôn á. Hôm trước Khải cũng ngỡ ý mua mà anh không bán đâu mà. Không thể nào anh bán, anh sở hữu được món đồ nào là anh giữ luôn, không bán nha nam. Nói chung là một người chơi rất là giá trị nè mà. Đồ đạc là anh có thể giữ lại cho xe nó không bán luôn á. Đầu tiên chúng ta có thấy là set hiệp cốt cực phẩm 50, 5%, 30. Set này khoảng tầm 5 triệu cho tính đến thời điểm hiện tại nha nam. Một con nón 25-40, thông pháp 20. Nón này thì dành cho đường môn là chuẩn xác rồi. Một con nón này trị giá hơn 2 triệu. Một cây phi đao. Ồ, cây phi đao tốc 30, độc 25, 145 điểm và sinh lực 186. Set đồ quá đẹp. Cây vũ khí này hơn 2 triệu nha nam. Một đôi giày 40-20, 40-23. Một đôi giày trên 2 triệu nha nam ơi. Cứ một món tím trung bình là 2 triệu nha nam. Trên lệch khoảng vài trăm nghìn thôi. Rồi một đôi lưng 20-40-23. Ôi trời ơi, con đường môn như thế này ai chịu nói không nào. Đây là đường môn phi đao nè mà. Tiếp tục là một đôi lưng hơn 2 triệu nữa. Một bộ tay kháng hỏa 25, sinh khí 14 và chống 40. Bộ tay xanh, một con nhẫn xanh 25-40. Ôi trời, nhẫn xanh đẹp quá. Rồi tổng thể sơ qua thì chúng ta nhìn sơ qua đẹp này đang có cho mình là 80 chón và lượng làm chậm là có 125 chậm. Ôi đường môn phi đao thật sự. Tiếp tục là vẫn một cái ấn kháng hỏa 23. Ấn này trên dưới hơn gần hơn 1,5 triệu, hơn 1,5 triệu. Một kháng cảnh 5, kháng cảnh 10. Trong vật này thì sự là nhìn sơ qua, chúng ta nhìn sơ qua là một set cực phẩm 5 triệu nè. 1, 2, 3, 3, 4 con tím. 4 tím khoảng tầm 8 triệu nữa là 13. 13 với món này thì rẻ thôi. 13 món này cho 1 triệu nữa đây. 14 triệu 4 triệu với cái ấn này khoảng 15 triệu nè mà. Cái ạc này thì đừng có phiền đâu. Thì tổng thể set đồ này thì khoảng tầm 15 triệu nữa nè mà. Nói chung là quá dữ nè mà. Ạc 9, 60 Ạc 50, 10 Ạc đường môn phi đao là 15 thì 75 kèm với con thiếu lâm đao nữa. Nói chung là ạc của dân ạc của này hơn, có thể nói là hơn 110 mấy triệu nữa nè mà. Nói chung là chơi quá dữ nè mà. Nói chung là nhìn vào chơi cái nước chảy giả thôi mọi người. Thực sự là một set đồ con nào cũng có ấn luôn. Thực sự là nhiều người mà không có luôn á. Set đồ ổng, set đồ ảnh xe kiểu đầy đủ luôn nè, không thiếu một gì luôn. Thực sự là nhìn vào xe ăn xe mình là khác một trò một vực luôn nữa. Rồi nói chung là cũng cảm ơn em đã theo dõi video này. Một trong những video sau đồ cao thủ bảo ăn sao, như là tất cả dân xe bảo ăn sao. Một trong những người chơi của cùng với chỗ S10 đại danh kỳ sử này. Một trong những người chơi khá là có tiếng, nhưng là rất đẳng cấp của ban hội L nha mọi người. Và không như hơn thì kính chúc em một buổi xem video vui vẻ nha. Quá dữ nè mà. Quá chưa tính xác đúng rồi. Chỉ mới tính đồ thôi đó, chưa tính xác nha. Xác nữa vài chục củ nữa nó bình thường đó. Xác tầm này cứ mắt xác vỡ này nọ thì cứ tầm xác tầm chục củ nữa là khắc liền đó. Đúng không? Rồi ngày hôm nay thì một trong những video khá hay dành cho cao thủ bạn xa, và kính chúc anh cũng như là tất cả anh em băng lần, như là tất cả anh em xem live, một ngày mới vui vẻ nha. Ok, cảm ơn em rất nhiều và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình.